Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ đã có rất nhiều thời gian làm việc ở lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ. Anh vẫn luôn giữ thói quen mê luận của mình và có thể luận bàn về mọi chủ đề, tìm kiếm các kiến thức liên quan tới nhiều luận điểm văn học, kể cả những câu chuyện đời sống hết sức bình dị, nhiều khi cũng được anh Đỗ Anh Vũ đưa vào các bài viết nghiên cứu phê bình. Tôi cảm thấy là tôi thoải mái nhất ở cái thể loại tiểu luận, khi mà mình có thể sử dụng được những cái vốn thơ văn mà mình thuộc này, vốn bài hát mà mình biết này, mình nhớ này. Đấy, và ở cái thể loại đấy thì tôi cảm thấy mình nó viết nó rất là thoải mái và có nhiều cảm xúc. Và tôi quan niệm là tất cả những cái gì mình viết ra thì phải có cảm xúc thì mình mới viết, và sau đó thì mình mới đọc lại, mình mới thấy ưng ý. Dồn tất cả đam mê cho luận bàn về các vấn đề của cuộc sống. Đôi lúc anh luận về mây, về trời, về mùa thu, mùa đông, về bàn chân, đôi tay, đôi mắt. Và lạ một điều là tất cả những gì anh luận đều căn cứ dựa trên thơ ca, điển tích từ trong văn học, tìm kiếm từ trong nền tảng của văn hóa dân gian bao đời nay. Thơ anh Vũ viết thì đầu tiên là nhắc đến sẽ có kiểu như là cắt nghĩa theo từ điển, rồi là sẽ có kiểu nhảy từ nhạc sang thơ, từ thơ sang họa, từ đông sang tây, đang bàn chuyện ta lại nhảy sang chuyện Kim Dung chẳng hạn. Thì cái cách lối viết đấy đối với nhiều người đầu tiên sẽ cảm thấy hơi ngạc nhiên, có thể là sẽ không theo kịp và sẽ cảm thấy đúng là kiểu bách hóa tổng hợp thật. Nhưng mà sau đó thì sẽ cảm thấy thấm dần và sẽ tìm ra ở đấy có cái duyên riêng của anh Đỗ Anh Vũ. Tháng 9 năm 2021, tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ ra mắt cuốn sách Lảo đảo giữa nhân gian, tuyển tập giới thiệu rất nhiều bài luận anh đã viết và được đăng tải trên nhiều trang báo về văn hóa, văn nghệ. Người đọc thấy rất thú vị, hấp dẫn từ cái tên anh lựa chọn để bắt đầu đọc và bị cuốn vào biết bao những câu từ chắt lọc, đẹp đẽ như được ngắm một tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật của người nghệ nhân tỉ mẩn và tài năng. Thưa quý vị và các bạn, Huyền Phương đang cầm trên tay cuốn sách Lảo đảo giữa nhân gian của tác giả tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ với phần thiết kế minh họa vô cùng bắt mắt và gợi nhiều tò mò, suy ngẫm cho độc giả. Và Huyền Phương tin chắc rằng bất cứ ai có cơ hội đọc tác phẩm này, chúng ta sẽ đều có chung một cảm nhận, đó là chứng kiến hành trình cần cù, chăm chỉ của một người luôn dành tình yêu cho những con chữ. Và để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách vô cùng thú vị này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Huyền Phương và xin kính chào khán giả truyền hình của VOV. Thưa nhà báo Nguyễn Hoài Nam, có lẽ là rất nhiều người sẽ vô cùng bất ngờ khi tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ cho ra mắt cuốn sách Lảo đảo giữa nhân gian. Anh có nhận xét gì về tiêu đề của cuốn sách này và theo anh vì sao mà tác giả lại lựa chọn sử dụng hai từ lảo đảo ạ? Với mỗi đứa con tinh thần của mình ấy, thì cái người viết sách hoàn toàn có quyền trong cái việc chọn cho nó một cái tên mà anh ta thích nhất. Theo tôi thì đây là một lựa chọn không tồi. Giữa nhân gian thì đã đành, bởi vì Vũ nói những cái chuyện của đời sống, của con người, của tình yêu, của cái chết, của hy vọng, của tuyệt vọng, đau khổ, hạnh phúc, vân vân. Nhưng tại sao lại là lảo đảo? Cái từ lảo đảo rất dễ cho người ta nghĩ tới hình dáng của một người uống rượu và say rượu. Tức là theo quan niệm thông thường thì nó sẽ là một từ gây hấn. Một là gây hấn, mà hai là gây hài. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ Vũ vượt qua cả cái sự gây hấn và gây hài khi mà chọn từ lảo đảo để nói tới một cách thế tồn tại giữa cuộc đời. Không chỉ là một cách thế tồn tại giữa cuộc đời mà là cách thế để quan sát, ghi nhận, chiêm nghiệm và ghi lại những cái chuyển động quanh mình. Thưa anh, có nhiều người nhận xét rằng là với tác giả Đỗ Anh Vũ thì anh có sự cần cù và thăng hoa ở trong các sáng tác. Anh có cảm nhận rằng là những yếu tố này có hội tụ đủ ở tác phẩm Lảo đảo giữa nhân gian hay không ạ? Cần cù thì rõ rồi. Người ta đọc bất cứ một bài luận nào của Đỗ Anh Vũ ở trong đó thì sẽ thấy một cái hệ thống dữ liệu cực kỳ phong phú, ngồn ngộn. Từ ca dao, dân ca, tục ngữ cho đến các bài hát cũ và mới, cho đến thơ, từ thơ cổ, cho đến thơ Việt Nam, cho đến thơ nước ngoài đã được dẫn ra để mà bổ sung, để mà chứng minh cho những cái luận điểm của anh ấy. Thăng hoa thì nó nằm ở văn phong. Ở đây là một cái thứ văn phong mà nó trộn lẫn giữa khảo cứu, phê bình và sáng tác. Nó không khô cứng, nó mềm mại, nó uyển chuyển và nó đủ sức để mà quyến rũ được người đọc. Tôi nghĩ rằng đây luận theo ý nghĩa chính xác nhất ấy, chính là khảo cứu. Nhưng mà khảo cứu không phải là lên giọng,
mà đây nó giống như là một sự thủ thỉ tâm tình của người viết với những người đọc của mình và cố gắng lôi kéo họ theo cái dòng cảm xúc. Thưa nhà báo Nguyễn Hoài Nam, anh có đánh giá như thế nào về văn phong cũng như là bút pháp được thể hiện ở trong tác phẩm Lào Đảo Giữa Nhân Gian thưa anh? Đây là một tác phẩm mà tôi phải nói rằng cái xuất phát điểm của nó ấy là những bài để ở đăng ở trên các báo phổ thông đại chúng. Cho nên nó khá là nhẹ nhàng và từ đó nó sẽ quy định cái văn phong ở đây là gì? Đưa ra một luận điểm và sau đó bằng toàn bộ cái sự hiểu biết phong phú của mình, bằng toàn bộ cái hệ thống dữ liệu về ca dao tục ngữ, thơ, cổ và kim cũng như là cái thế rất mạnh của Vũ là thuộc nhiều bài hát có lời. Cho nên ca từ được đưa vào rất nhiều. Nó giống như là một cái sự liên đới, khi mà động tới một chuyện này thì bật ra một ca từ này, động cái chuyện kia thì bật ra một ca từ kia và cái nọ nó gọi cái kia. Nó giống như là những cái cơn sóng nó gối lên nhau, nó nối vào nhau và nó cứ miên man như thế thôi. Dù tự nhận mình là một người mê luận nhưng mà có lẽ là hiếm ai được như tác giả Đỗ Anh Vũ khi viết về những bài luận như là luận về đôi bàn chân, cỏ luận, giang hồ luận. Thông qua những bài viết này thì anh đánh giá như thế nào về góc nhìn văn học của tác giả Đỗ Anh Vũ với những vấn đề mà chúng ta tưởng rằng là ít tính văn chương ạ? Điều mà tôi muốn nói đầu tiên khi nói về quyển sách này là không phải là Vũ luận như thế nào mà là có cái gì mà Vũ chưa luận. Trời trăng mây gió, cỏ cây hoa lá luận hết. Trên cơ thể con người từ mặt mũi bàn tay bàn chân có cái gì luận hết. Rồi trong đời sống động vật, trâu bò luận gà luận hết. Những cái chuyện như là cánh cửa hay là con đường cũng luận cả. Thế thì có gì chưa luận? Thực ra thì nhìn từ một cái quan niệm về nghiên cứu khoa học ấy, thì bất kỳ một đối tượng nào trong tự nhiên cũng như là trong đời sống con người đều có thể trở thành một đối tượng của nghiên cứu một cách nghiêm túc. Cho nên là tôi nghĩ rằng qua cái cuốn sách này ít nhất Vũ làm được một điều mà rất nhiều người chưa làm được là dân chủ hóa đối tượng của viết. Cái gì cũng có quyền trở thành đối tượng của viết. Hai cái bài luận mà tôi cho rằng công phu nhất trong cuốn này là luận về bài tiết và luận về kỹ nữ ấy. Về mặt khoa học thì nó đảm bảo tính khoa học, nhưng mà nó cũng đầy đến những văn chương. Và thậm chí người ta vừa đọc vừa có thể mỉm cười thú vị nữa cơ. Vì hóa ra những cái chuyện mà tưởng như khó nói đến như thế luôn luôn có một cái tabu rào rộng khiến cho người ta khó nói, mà thậm chí người ta tránh nhắc đến tảng lờ thì coi như nó không có. Thì ở đây nói một cách rất rành mạch và nói bằng các dữ liệu văn học, nói bằng thơ, nói bằng nhạc, nói bằng đủ thứ mà ông mới nghĩ ra. Cái đấy là cái hay quá hơn gì. Tự nhận mình là người mê luận, tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ đã có cơ hội để trải lòng mình cùng các con chữ với những chủ đề thật đa dạng trong Lào Đảo Giữa Nhân Gian với 3 phần. Phần 1, những miền chữ nghĩa. Phần 2, theo dấu văn nhân. Phần 3, từ tôi đến em. Và ở mỗi phần đều được đưa những bài luận khúc chiết, đầy cảm xúc, nhiều cứ liệu bên cạnh cảm nhận chủ quan của tác giả. Nhiều cảm nhận được chính những người quản lý, những người yêu văn chương như nhà báo Trần Nhật Minh quan tâm. Bài luận nào của Vũ cũng đều được viết bởi cái kho kiến thức cũng như là cái hệ thống mà Vũ sưu tầm cũng như là đưa vào trong ý tưởng của mình, đưa vào trong cái thông điệp của mình. Đơn giản là những cái bài luận, các cái tít nó cũng rất dễ hiểu và rất dễ nhớ. Thế nhưng ở trong đó là cả một cái nguồn kiến thức. Mà ở đây không chỉ là trong sách vở, Vũ đã biến sách vở thành những cái câu chuyện của mình, thành những cái ý tứ của mình. Những hình tượng nhiều nhà văn, nhà thơ ít nhắc tới thì anh vẫn cứ có cứ liệu. Bằng ngôn từ, Đỗ Anh Vũ đã đưa độc giả ghé thăm một miền chữ nghĩa thật sâu sắc. Và điều này được những biên tập viên đã quen và để lại dấu ấn với những chương trình về văn chương như nhà báo, biên tập viên Vân Khánh luôn ấn tượng. Đỗ Anh Vũ viết về tất cả những cái sự vật, sự việc, hiện tượng trong đời sống cũng như là trong văn chương bằng một cái giọng điệu rất là hóm hỉnh, rất là độc đáo. Và có những cái đề tài, những cái chủ đề mà chưa ai có thể khám phá một cách kỹ lưỡng và thấu đáo như Đỗ Anh Vũ. Nói chung là tất cả những gì mà người ta cho rằng là rất là chi tiết, rất là nhỏ bé, qua sự tìm tòi, qua sự kết nối, nghiên cứu rất là kỹ lưỡng của Đỗ Anh Vũ thì chúng ta mới có thể
mới phát hiện ra rằng là rõ ràng là những cái điều đấy chúng ta đã đọc rồi, chúng ta đã biết rồi, nhưng mà thực sự là rất thú vị và hấp dẫn qua trang viết của Đỗ Anh Vũ. Với sự làm việc nghiêm túc, chỉn chu, mong muốn nhiều người được dạo chơi cùng những con chữ với mình, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian đã phần nào giúp cho độc giả tìm kiếm được cái cớ để suy ngẫm, cái cớ để đọc nhiều hơn, cái cớ để trải lòng mình với những con chữ nhiều hơn. Và chắc hẳn ai miệt mài trên cánh đồng chữ nghĩa ít nhất cũng sẽ có thành quả, và đó là những hạt thóc vàng bù đắp cho công lao của những người viết thật cần mẫn. Thì sau khi đọc xong tác phẩm này thì anh thấy rằng là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới những độc giả của mình qua tác phẩm Lảo Đảo Giữa Nhân Gian đó là gì ạ? Đối với tác phẩm Lảo Đảo Giữa Nhân Gian thì tôi nghĩ rằng người đọc bình thường có thể nhận thấy một cái thông điệp mà tác giả gửi gắm một cách kín đáo, đó là cuộc sống này của chúng ta nó vẫn còn đẹp lắm, mặc dù có những cái lúc mà chúng ta cảm giác nó nặng nề, nó đầy những áp lực. Tất cả mọi cái yếu tố ở trong cuộc sống ấy đều có thể trở thành đối tượng của nghệ thuật. Hãy yêu cuộc sống hơn nữa. Cuộc sống nó không tệ như là mọi người thường nghĩ đâu. Đôi lúc chúng ta căng thẳng, chúng ta quá vất vả, nó quá ngưỡng chịu đựng của mình. Nhưng hóa ra không phải thế. Bởi vì là bất kỳ một cái dấu hiệu nào dù nhỏ nhất của sự sống này cũng đều được các nghệ sĩ, mà cụ thể đây là các nhà thơ và các nhạc sĩ, biến nó thành đối tượng của mình rồi. Ngoài hai bài viết mà anh vừa chia sẻ, đó là hai bài viết để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất, thì còn có những chi tiết nào ở trong tác phẩm Lảo Đảo Giữa Nhân Gian đã để lại trong anh nhiều ấn tượng ạ? Gần như không có cái gì ở trên cõi đời này, ở trong cuộc sống của chúng ta, trong con người chúng ta, trong cái quan hệ giữa người với người mà chúng ta có thể trải nghiệm mà Vũ không luận cả. Thực ra luận nó là một thể có cả ở văn chương Đông Tây từ lâu lắm rồi. Luận là gì? Luận là đưa ra một vấn đề nào đó, xong rồi phân tích, giải thích, chứng minh. Những cái bài mà Vũ tập hợp vào trong cả hai cuốn trước và cuốn này, cuốn Lảo Đảo Giữa Nhân Gian, cuốn trước là Vẻ Đẹp Yếu Tinh, thì cũng đều đi theo hướng đấy. Nhưng nó có một cái điều thú vị là nếu như với các tác giả tiền bối ấy, luận làm cái gì đấy cực kỳ nghiêm túc, người ta sẽ tiếp cận một cách khoa học, chứng minh bằng những luận điểm mang tính khoa học, chặt chẽ, logic, thì Vũ tiếp cận một cách rất là mềm mại. Và bằng ba nguồn mà giống như tôi vừa nói. Thứ nhất là kho tàng folklore, ngữ văn, tức là ca dao, tục ngữ, dân ca, phương ngữ, thành ngữ. Thứ hai là thơ, thơ ta, thơ tây, thơ cổ, thơ kim. Và thứ ba là ca từ trong các bài hát. Nó rất là gần gũi với mọi người. Chẳng lẽ chúng ta không ai nghe nhạc bao giờ, đúng không ạ? Bằng bé tí này ta đã nghe bà, nghe mẹ ru rồi. Ca dao tục ngữ người ta nói thường xuyên. Đấy là một trong những cái cách tiếp cận, một trong những cái cách mà xử lý cái yêu cầu đặt ra của cái thể luận ấy. Trong ngôn ngữ phương Tây nó có một cái từ là essay, các bài tiểu luận, các bài nghiên cứu ấy. Thì luận này là một kiểu như vậy, nhưng mà nó mềm hơn nhiều. Lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học và luận bàn là một địa hạt riêng, mà ở đó thì người cầm bút phải có đủ độ chín, độ hiểu về văn chương cũng như là về đời sống. Vậy thì với tác giả Đỗ Anh Vũ thì thông qua các tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm Lảo Đảo Giữa Nhân Gian, phong cách viết của tác giả Đỗ Anh Vũ có gì thay đổi hay không, hay anh vẫn giữ được nét riêng của mình ạ? Tôi nghĩ rằng đặt vấn đề là có một cái sự thay đổi hay không ấy, thì với rất nhiều người là cứ qua mỗi một lộ trình làm việc, người ta cần phải tự làm mới mình. Đấy cũng là một cách, nhưng giữ được cho mình một phong cách từ đầu đến cuối và đảm bảo được cái tính tươi mới của nó, cái tính cập thời của nó cũng là một ưu điểm không kém nữa. Và Vũ tôi nghĩ rằng trường hợp thứ hai, vẫn giữ được một cái phong cách nhất quán từ Vẻ Đẹp Yếu Tinh cho đến Lảo Đảo Giữa Nhân Gian. Đôi khi mới mà không thực sự mới ấy, thì nó còn dở hơn là anh giữ được một cái phong cách nhất quán của mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà báo, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Lảo Đảo Giữa Nhân Gian là những bài luận sâu sắc và chắc tay của cây bút lâu năm trong nghề, sẽ là một tư liệu quý báu để chúng ta có thể tìm hiểu về thơ ca cũng như mọi mặt trong đời sống. Chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng mỗi độc giả sẽ tìm được những ý nghĩa riêng trong những tác phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.